Giá xăng dầu hôm nay giảm hơn 9%, mặc dù OPEC quyết định giảm sản lượng hơn 10 triệu thùng trên ngày do thị trường quan ngại mức giảm này vẫn chưa đủ để phù vào nhu cầu bị lao dốc dưới tác động của dịch COVID-19. Giá xăng dầu thế giới. Tại thời điểm 7 giờ 30 phút giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm 0,7% xuống $22 trên thùng. Giá dầu Brent giảm 0,5% xuống $31 trên thùng. Kết phiên giao dịch hôm thứ Tư, 8 tháng 4, giá dầu thô giảm hơn 9%, mặc dù OPEC quyết định giảm sản lượng hơn 10 triệu thùng trên ngày do thị trường quan ngại mức giảm này vẫn chưa đủ để phù vào nhu cầu bị lao dốc dưới tác động của dịch COVID-19. Giá dầu WTI giảm 9,3% xuống $22.7 trên thùng. Đầu phiên giao dịch, giá dầu tăng hơn 12% lên $28.3 trên thùng. Giá dầu Brent giảm 4,1% xuống $31.5 trên thùng, sau khi tăng lên mức $36.4 trên thùng. Hôm 9 tháng 4, OPEC và các nước đồng minh OPEC đã đồng giảm sản lượng tới 10 triệu thùng trên ngày, mức lớn nhất từ trước đến nay. OPEC sẽ giảm 10 triệu thùng trên ngày trong tháng 5 và tháng 6, giảm 8 triệu thùng trên ngày từ tháng 7 đến cuối năm 2020. Bước sang năm 2021, OPEC sẽ giảm 6 triệu thùng trên ngày từ tháng 1 đến tháng 4. Trước thềm diễn ra cuộc họp OPEC, một báo cáo cho rằng các nước sẽ giảm tới 20 triệu thùng trên ngày. Ngay sau đó, giá dầu thô đã tăng mạnh 12%. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Jan Brilet chia sẻ với CNBC trước thềm cuộc họp, chúng tôi tin tưởng rằng Arab Saudi và Nga sẽ đạt được thỏa thuận nhằm ổn định thị trường dầu mỏ thế giới. Tôi nghĩ các bên có thể dễ dàng chấp nhận mức giảm sản lượng 10 triệu thùng trên ngày, thậm chí là cao hơn và chắc chắn còn cao hơn nữa, nếu tính luôn các quốc gia sản xuất dầu thô khác như Canada, Brazil. Thỏa thuận thực sự trong tầm tay, ông Brilet nói thêm. Tuy nhiên, sau đó, OPEC quyết định giảm 10 triệu thùng trên ngày thay vì 20 triệu thùng trên ngày như thông tin trước đó. Có thể vì thị trường đã trông chờ OPEC giảm sản lượng 20 triệu thùng trên ngày nên đến khi có quyết định chính thức là giảm 10 triệu thùng trên ngày, nhà đầu tư tỏ ra thất vọng, chuyên gia phân tích Haley Macrop nhận định. Giá xăng dầu trong nước. Chiều ngày 29 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu, sớm hơn một ngày so với quy định. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Xăng E5ZON92 giảm 4.100 đồng trên lít. Xăng ZON95II giảm 4.252 đồng trên lít. Dầu diesel 005S giảm 1.776 đồng trên lít. Dầu hỏa giảm 2.705 đồng trên lít. Dầu mazut 180CST35S giảm 1.048 đồng trên kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá. Xăng E5ZON92 không cao hơn 11.956 đồng trên lít. Xăng ZON95I không cao hơn 12.560 đồng trên lít. Dầu diesel 005S không cao hơn 11.259 đồng trên lít. Dầu hỏa không cao hơn 9.141 đồng trên lít. Dầu mazut 180CST35S không cao hơn 9.453 đồng trên kg. Mức giá này chính thức có hiệu lực từ 15 giờ chiều ngày 29 tháng 3.